Dạ, mình là Đất Rẫy Đại Bình, xin kính chào anh chị cô chú và nhà đầu tư. Chào mừng anh chị cô chú và nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Đất Rẫy Đại Bình. Hôm nay là một ngày thứ ba thật tuyệt vời. Trời xanh mây trắng nắng vàng. Em vẫn miệt mài như mọi khi và tìm những lô đất rẻ đẹp và đầy tiềm năng gửi đến anh chị cô chú. Và cũng như mọi khi em đã tìm ra sau những tháng ngày lặng hụp tìm tòi lăn lê lê lết vào từng hang cùng ngõ hẻm, từng ngóc ngách, từng khu phố, từng làng xóm, em tìm được một cái mảnh đất cực kỳ tuyệt vời. Đất nằm là diện tích là 1.390 m², thực tế là gần 1.500 ở thôn Văn Phong, xã Mương Máng, huyện Hàm, tỉnh Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Một cái mảnh đất nằm giữa cái trung tâm giàu nhất của xã Mương Máng luôn, gần trường học, ủy ban, nhà thờ, chùa, nhà ga, chợ, cách thành phố Phan Thiết khoảng chừng 15 phút đi xe máy, cách Sài Gòn khoảng 2 tiếng rưỡi. Một mảnh đất cực kỳ đẹp để anh chị cô chú, nhất là những anh chị cô chú ở xa, những người con xa quê mà muốn tìm về tổ ấm để có một cái mái nhà yên tĩnh, để có một cái nơi để mà mình tận hưởng tuổi già, thì đây là một cái mảnh đất vô cùng tuyệt vời. Và tuyệt vời thế nào thì em mời anh chị cô chú cùng với em sẽ lang thang từ cái khu vực ngoài con đường tỉnh lộ 718 vào đến cái vị trí lô đất này. Và nếu thấy ok thì hãy gọi ngay cho em 0703431475 để em hướng dẫn xem đất, gặp chủ và chốt luôn. Vì đất này chỉ có một, mà khách thì tới hàng 10, hàng trăm, hàng ngàn người, thậm chí hàng triệu người. Vì vậy hãy nhanh tay lẹ chân nếu đã thấy Đất Rẫy Đại Bình rao cái mảnh đất tuyệt vời này nhé. Chủ thì thu về 630 triệu, không thương lượng. Chủ đòi 700, em chỉ nhận 650, nhưng mà chốt là 630 luôn, nói thẳng luôn, khỏi trả giá. Được thì anh chị cô chú xuống ngay nha. Hai ông bà này bán mảnh đất này là do không còn đủ sức làm nữa, đất này chưa bao giờ đầu tư nha. Đó, đất phủ hồng, điện nước sẵn hết đó. Rồi bây giờ hãy cùng với em tiếp tục hành trình nha. Bây giờ em sẽ quay từ cái khu vực trường tiểu học Mương Máng nha. Rồi mình sẽ qua chợ, qua nhà thờ, rồi vào các khu dân cư, rồi mình vào cái vị trí lô đất cho anh chị cô chú cùng xem nhé. Rồi, tiếp tục cuộc hành trình. Phía trước mặt là chợ Mương Máng nha anh chị cô chú, hay còn gọi là chợ Việt Kiều trong cái chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu mà bình luận viên là ta lại quan tâm hay nói. Đây đây, chợ Việt Kiều. Buổi sáng rất là đông đúc nha. Bây giờ là em quay khoảng 9:30 nên nó cũng hơi thưa. Hai bên đường là dân cư đông như quân nguyên, điện nước nhà nước sẵn. Và cái lô đất em chia sẻ đến anh chị cô chú nó nằm ở trong khu vực dân cư luôn, khu giàu nhất xã Mương Máng. Rất là đẹp. Thì em sẽ quay chi tiết để cho anh chị cô chú thấy rõ cái đường đi nước bước như thế nào. Cho nên clip nó hơi dài và nó cũng hơi ồn, anh chị cô chú thông cảm nha. Đây là con đường tỉnh lộ 718 nha anh chị cô chú, nó sẽ nối từ ngã 2 Hàm Mỹ và ngã 4 Phú Hội thành phố Phan Thiết lên. Trước mặt anh chị cô chú là nhà
nhà thờ giáo xứ Thọ Trạc, ở ngay cái chốt ngay cái tháp chuông á. Và đối diện nhà thờ là cái con đường vào làng Thọ Trạc. Đây nhà thờ giáo xứ Thọ Trạc nha. Và đối diện cái giáo xứ Thọ Trạc này là cái con đường vào cái lô đất em chia sẻ đây. Đây là đền Thánh Du Xe. Hai bên đường là dân cư, nhà cửa san sát như những dãy phố ở Sài Gòn nha anh chị cô chú. Không có một cái khoảng đất trống nào hết. Đây là nhà thờ giáo xứ Phaolô. Nhà cửa san sát, không có một cái khoảng trống luôn. Đường ở đây là đường bằng cờ hết nha anh chị cô chú. Rồi sắp tới vị trí lô đất rồi anh chị cô chú ơi. Rất là đẹp nha. Rồi mình theo cái đường bê tông này tí xíu nữa là mình đã tới lô đất rồi. Rồi cái lô đất nó nằm phía trước nha. Nhà cửa là toàn là nhà mái Thái không. Rồi tới vị trí lô đất rồi anh chị của chú ơi. Hiện tại thì đất rẻ Đại Bình đã đến cái vị trí lô đất 1.390 m², gần một sào tư, ở thôn Văn Phong, xã Mương Máng, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Thì lô đất này tọa lạc ở cái vị trí giàu nhất của xã Mương Máng luôn, ở cái khu vực mà sầm uất điện nước nhà nước, đất Phủ Hồng. Trên đất có vườn thanh long đang canh tác nhưng mà cũng đã cũ rồi, và có một cái giếng nước khoan rất là trong tươi mát xài quanh năm đó, rất là đẹp nha. Xung quanh cái lô đất này thì nhà cửa là toàn là nhà mái Thái và dân giàu không nha anh chị cô chú. Thì cái khu vực này mặc dù ở cái khu trung tâm sầm uất dân cư cực kỳ đông đúc nhưng nó vẫn giữ được cái vẻ yên tĩnh của một cái dùng quê, để anh chị cô chú tận hưởng cái cuộc sống an nhàn sau những tháng ngày vất vả lao động nơi xa, mà muốn có một cái lô đất để mà mình xây một cái nhà mái Thái, xây nhà một nhà biệt thự mà không xa chợ, không xa thành phố. Thì từ vị trí này anh chị cô chú về Sài Gòn là khoảng 2 tiếng rưỡi thôi, là đường là xe hơi đến đất luôn. Còn nếu đi tắm biển Phan Thiết này nọ là khoảng nửa tiếng trở lại. Đó, và xa xa là những cái núi đồi
một màu xanh đầy sức sống như cái bức bình phong cho cái ngôi nhà của mình. Thì sổ thì nó nhìn thì nó giống như cái số 7 nha, chữ L vậy đó. Và mình nhìn để thiết kế một cái căn nhà trên cái lô đất này thì nó cực kỳ đẹp anh chị của chú, tính từ cái móc lô giáp ranh bên đây nha. Đó, qua bên đây. Mặt tiền của cái đường vào cái lô đất này, mặt tiền lô đất này nè, nó bao khoảng là 30-40 mét luôn. Thì nếu mà mình xây nhà đó thì mình có thể là thiết kế cái phía ngay chỗ chữ L này nè. Ngay chỗ chữ L này là mình làm một cái gara và một cái sân chơi. Còn phía trước này mình làm một cái vườn hoa thật là đẹp. Và chiều sâu của cái lô đất này là nó dài là gần 90 mét, 100 mét. Đó. Thì cái lô đất này anh chị cô chú mà thật sự để ở thì là một cái lựa chọn cực kỳ tuyệt vời, vì điện nước có sẵn, rồi chợ này nọ, nhà thờ, trường học, ủy ban, chùa này nọ trong phạm vi là 500 mét trở lại. Còn nếu mà đi về Sài Gòn mà đi bằng tàu lửa thì chỉ có 150 là ra tới ga Bình Thuận rồi. Nói chung một cái lô đất nằm ở vị trí vô cùng đắc địa mà giá thì cực kỳ mềm, 630 triệu. Và đất này là chưa bao giờ đầu tư lần nào nha. Hai ông bà bán lô đất này vì không còn đủ sức làm, tại cũng trên 70 rồi, và bán là để dành dụm để cho con cái thôi, chứ cũng không có thiếu thốn gì. Vì vậy hai ông bà bán rất là chắc giá, và trước đây đòi là 650-700 triệu. Em nói thôi, giai đoạn này đất đứng chỉ nhận 630 triệu thôi. Đó. Thì cuối đường bê tông này theo mấy cái trụ này nè, đó là mình đi chạy thẳng về phía sau là view suối. Nói chung một cái lô đất mà cực kỳ đẹp để đầu tư ở, thật sự để ở. Anh chị nơi xa các tỉnh khác về, hoặc là từ mọi miền tổ quốc, hoặc là từ trên thế giới đang ở các nước Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Canada gì đó mà về quê nhà có một cái lô đất tuyệt đẹp thì đây là một cái lựa chọn cực kỳ đẹp luôn. Đất này để thiết kế một nhà vườn, để thiết kế một nhà máy thái, để thiết kế cái nơi nghỉ dưỡng thì cực kỳ tươi đẹp. Trước thì đường bê tông, sau suối, xa xa là những dãy núi rất là đẹp. Thì mảnh đất này em cũng rao lần này là lần thứ hai nha, nhưng mà lần đầu tiên em cũng đăng cũng không có cặn kẽ lắm. Thì lần này em sẽ phân tích chi tiết rõ nét để anh chị cô chú mà muốn sở hữu một lô đất để ở. Cái sổ thì mình cắt cái phần chữ L ra, mình chừa một hình chữ Y là chạy thẳng luôn, ngang khoảng chừng 14-15 mét, dài là gần 90 mét. Đó, thì mình xây cái nhà và làm sân vườn, phía sau là mình xây cái tòa bát giác để mình ngồi ngắm trăng uống rượu, rồi hoặc xem suối chảy róc rách này nọ là rất là ok. Còn phía bên trái còn lại là mình làm cái gara ô tô. Đó. Phía sau này chiều ngang của nó là khoảng 14 mét nha anh chị cô chú. Và sau cái rụm tre này là suối. Thì nói là 1390 gần một sào tư, thật sự là nó có thể lên tới sào rưỡi. Tại vì cái đất mà cái phần phía suối là không có tính trong đất nha. Tại đó là cái phần ranh của sông suối là phải trừ ra 7 mét. Đó. Nhưng mà mình vẫn được quyền sử dụng nha. Cái chỗ này mình ủi trống ra rất là đẹp. Đó. Quá đẹp luôn. Một cái nơi rất là yên bình mà cực kỳ đông đúc. Đó. Tìm được niềm hạnh phúc nơi ồn ào và tìm được một sự yên tĩnh ở nơi mà rất là đông đúc. Thì cái lô đất này là một cái lựa chọn cực kỳ đẹp. Giá chủ thu về 630 triệu cho một sào tư.
tính ra là gần sào rưỡi. Ông bà bán là chỉ để dành tiền thôi, tại lớn tuổi không bán làm nổi nữa nên bán, chứ còn con cái thì cũng mỗi người có một việc riêng rồi. Đó, thanh long thì mình chừa lại cũng được, còn không mình ủi trụ ra thì nó sẽ rất là đẹp nha. Khu vực là dân cư đường xá này nọ ok hết, không có gì phải mà đắn đo nữa. Lô đất này nếu đầu tư sinh lời thì cũng là một lựa chọn, vì khu vực xung quanh là dân cư cực kỳ đông. Đó, anh chị cô chú xem, nhà cửa toàn nhà mái thái không, điện nước là vào tới đây luôn, đất thì phủ hồng, sinh lên thổ cư là ok. Còn nếu mà mua để xây nhà ở liền thì cũng là một cái lựa chọn cực kỳ tuyệt vời, quỳ đất quá đẹp anh chị cô chú, quá đẹp. Rồi thì trong khoảng thời gian khoảng 15 phút thì rất rẻ, đầy bình cũng xin thông tin đến với anh chị cô chú cái lô đất 1390 m², gần một sào tư, thực tế là khoảng một sào rưỡi hơn, ở thôn Văn Phong, xã Mương Máng, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Điện nước, nhà nước, quyêu suối, quyêu núi, quyêu đồi, dân cư đông đúc, gần chợ, trường học, ủy ban, nhà thờ, nhà ga, gần thành phố Phan Thiết. Rất là đẹp, chủ thu về đúng 630 triệu. Hãy liên lạc với em qua 0703 431 475 để sở hữu lô đất đẹp. Em xin chân thành cảm ơn anh chị cô chú rất là nhiều.